Bài tập số 37 Đề nghị cấu trúc hóa học cho hợp chất có phổ IR như sau đây Hợp chất này có công thức phân tử là C5H12O Cho nên chúng ta có thể suy ra độ bất bảo hòa của nó bằng 0 Nghĩa là đây là một hợp chất no Hợp chất này có một nguyên tử oxy Cho nên hợp chất này chỉ có thể là rượu hoặc là một ete Tín hiệu rộng ở khoảng 3350cm-1 Cho chúng ta biết đây là tín hiệu của nhóm OH Cho nên hợp chất này phải là một rượu nếu như nó là rượu thì nó có thể là rượu bậc 1, rượu bậc 2 hoặc là rượu bậc 3. Để biết bậc của rượu thì chúng ta có thể dựa vào tín hiệu của liên kết C nói đơn oxy. Tín hiệu này thường nằm trong khoảng từ 1000 cho đến 1300 cm 1. Nếu như nó là rượu bậc 1 thì tín hiệu của liên kết C nói đơn oxy thường sẽ là 1050 cm 1. Còn nếu nó là rượu bậc 2 thì tín hiệu này sẽ là 1100 cm 1. Nó mà là rượu bậc 3 thì tín hiệu C nối đơn oxy sẽ là 1150 cm 1. Phổ IR của hợp chất này cho chúng ta thấy có một tín hiệu ở tại khoảng 1050 cm 1, cho nên chúng ta suy ra hợp chất này là một rượu bậc 1. Với công thức phân tử là C5H12O thì cấu trúc rượu bậc 1 có thể như sau. Để xác định xem hợp chất này tương ứng với cấu trúc nào thì chúng ta có thể xem xét các dao động bending tại vị trí khoảng 1465, đây là tín hiệu bending của nhóm CH2. Tín hiệu bending của nhóm CH2 thì không giúp chúng ta xác định cấu trúc nào là phù hợp. Tiếp theo chúng ta xem xét dao động bending của nhóm metin. Nếu như là nhóm metin nằm riêng lẻ một mình thì nhóm metin này thường sẽ có dao động bending ở khoảng 1375 cm-1. Nếu như có hai nhóm metin nằm trên cùng một nguyên tử carbon thì nó sẽ có hai dao động bending là ở khoảng 1370 và 1380 cm-1. Trường hợp thứ ba, nếu như có ba nhóm metin nằm trên cùng một nguyên tử carbon thì sẽ có hai dao động bending là ở khoảng 1370 cm-1 và 1390 cm-1. Vùng tín hiệu của dao động bending của nhóm CH3 nằm xung quanh giá trị 1370 cm-1. Ở đây chúng ta nhìn thấy nó có hai tín hiệu một tín hiệu là 1370 và một tín hiệu là 1380. Từ hai tín hiệu bending của nhóm CH3 này, chúng ta suy ra trường hợp có hai nhóm metin cùng nằm trên một nguyên tử carbon, tức là trong phân tử này phải có chứa nhóm isoprobin. Chúng ta xem xét bốn cái cấu trúc mà chúng ta vừa vẽ ra thì chỉ có cái cấu trúc thứ hai là tương ứng với hai nhóm metin cùng nằm trên một nguyên tử carbon. Bài tập số 38 Hợp chất này có công thức phân tử là C6H10O, cho nên độ bất bảo hòa của phân tử này là delta bằng 2. Tín hiệu tại 1718cm-1 là đặc trưng cho dao động của liên kết C nối đôi oxy. Vì hợp chất này chỉ chứa một nguyên tử oxy, không chứa các nguyên tử như là nitơ hay là clo, cho nên chất này không thể là axit carboxylic, không thể là ester, không thể là amide. Không thể là anhydride và cũng không thể là acid chloride, nó chỉ có thể là aldehyde hoặc là ceton. Nếu hợp chất này là aldehyde thì nó phải có hai tín hiệu có cường độ yếu ở khoảng 2750 và 2850 cm-1. Hai tín hiệu này là tương ứng với dao động CH của CH aldehyde. Phổ IR của hợp chất này không cho chúng ta thấy tín hiệu tại 2750 và 2850, cho nên hợp chất này không thể là aldehyde. Vậy thì chỉ còn một khả năng, đó là hợp chất này là một ceton. Tín hiệu tại khoảng 1640cm-1 là tương ứng với dao động chắc chinh của C nói đôi C. Thêm vào đó, các tín hiệu nằm trên 3000cm-1 là tương ứng với dao động CH của Anken. Từ các dữ kiện này, chúng ta suy ra hợp chất C6H10O phải là một ceton bất bảo hòa và trên liên kết C nói đôi C vẫn còn các nguyên tử hydro Nếu như nhóm carbonin C nói đôi O liên hợp với C nói đôi C thì C nói đôi O này phải nằm ở giá trị thấp hơn 1700cm-1 Đối với trường hợp C-ton mà liên hợp với C nối đôi C thì thường nó sẽ nằm ở khoảng 1680cm-1. Còn nếu như C nối đôi O mà nằm riêng lẻ không có liên hợp thì thường nó sẽ có giá trị là 1715cm-1. Vì tín hiệu C nối đôi O trong phổ IR của chúng ta có giá trị là 1718cm-1 là rất gần với 1715cm-1, cho nên chúng ta suy ra C nối đôi O và C nối đôi C trong cái phân tử này phải nằm ở các vị trí không liên hợp với nhau. Để xem xét số lượng nhóm thế xung quanh C nối đôi C, chúng ta xem xét cái vùng từ 900 cho đến 1000 cm trừ 1. Trong phổ này, chúng ta nhìn thấy có tín hiệu tại 910 và 990 cm 1. Đây là các tín hiệu cho phép chúng ta suy ra C nối đôi C trong phân tử này nằm ở dạng vinin. Từ các nhận định hợp chất này là một ceton có liên kết đôi và liên kết đôi này là ở dạng vinyl liên kết đôi và C nối đôi O phải nằm cách xa nhau. Chúng ta có thể đề nghị hai cấu trúc phù hợp với các yêu cầu này như sau. Cả hai cấu trúc này đều thỏa mãn dữ kiện của đề bài. Bài tập số 39, hợp chất này có công thức phân tử là C7H9N, cho nên độ bất bảo hòa của nó là bằng 4 khi chúng ta nhìn thấy một hợp chất có số lượng carbon lớn hơn hoặc bằng 6 và độ bất bão hòa lớn hơn hoặc bằng 4 thì chúng ta nên xem xét ngay đến khả năng hợp chất này có thể chứa vòng benzen. Các tín hiệu tại khoảng 1600 cm-1, 1485 cm-1, 1460 cm-1 đã xác nhận sự tồn tại của liên kết c nối đôi C vòng thơm. Tín hiệu ở vùng 3300 cho đến 3500 cm-1 là một tín hiệu mũi đôi đặc trưng cho dao động NH của nhóm NH2. Vì phân tử này chỉ có một nguyên tử nitơ mà đã nằm ở dạng NH2 cho nên vòng thơm mà chúng ta vừa xác nhận nó phải là dạng vòng benzen chứ không thể là dạng vòng pyridin. Hình dạng của tín hiệu trong vùng 1667 cho đến 2000 cm-1 cho phép chúng ta dự đoán hợp chất này là một vòng benzen có hai nhóm thế và hai nhóm thế này ở vị trí meta với nhau. Ngoài tín hiệu ở vùng 1667 đến 2000 cm-1, chúng ta cũng có một bộ 3 tín hiệu ở khoảng 690 cm-1, 780 cm-1 và khoảng 880 cm-1 cũng giúp chúng ta khẳng định vòng benzen này có hai nhóm thế ở vị trí meta với nhau. Hợp chất này có công thức phân tử C7H9N mà chúng ta đã xác định là cấu trúc của nó có một nhóm NH2 và một vòng benzen hai nhóm thế, cho nên phần còn lại của các phân tử này phải là một nhóm CH3. Bây giờ chúng ta sẽ lắp ráp các phần này với nhau, bao gồm một nhóm NH2, một nhóm CH3 và một vòng benzen có hai nhóm thế ở vị trí meta. Chúng ta sẽ có cấu trúc của hợp chất này như sau. Bài tập số 40, hợp chất này có công thức là C5H10N2, cho nên chúng ta suy ra độ bất bảo hòa của nó bằng 2 một tín hiệu mảnh và sắc ở khoảng 2250cm-1. Cho phép chúng ta xác nhận cái phân tử này có chứa nhóm cyano C nói 3 nitơ. Do nhóm cyano đã có chứa hai liên kết bi, cho nên phần còn lại của phân tử này phải là một mạch hở và no. Phân tử này có hai nguyên tử nitơ và chúng ta đã xác định được một nguyên tử nitơ là có mặt trong nhóm cyano. Vậy nguyên tử nitơ thứ hai nằm ở phần còn lại của phân tử phải ở dạng nhóm chức amin. Nếu hợp chất này có chứa amin bậc 1 hoặc là amin bậc 2 thì nó sẽ có tín hiệu của dao động NH trong vùng 3200 cho đến 3600 cm 1. Vì trong phổ IR của hợp chất này không cho thấy tín hiệu của NH trong vùng vừa nêu trên cho nên chúng ta suy ra nguyên tử nitơ thứ hai của hợp chất này phải là ở dạng amin bậc 3, nghĩa là nguyên tử nitơ thứ hai này phải tạo liên kết với 3 nguyên tử carbon xung quanh. Nếu một trong 3 nguyên tử carbon này mà là nhóm cyano thì tín hiệu của nhóm sino phải nằm ở vùng thấp hơn giá trị 2.250 cm 1 lý do là cặp điện tử trên nguyên tử nitơ thứ hai có thể tham gia cộng hưởng với liên kết 3 của nhóm sino và làm cho nó mang nhiều tính chất của liên kết đôi liên kết 3 mà mang nhiều tính chất của liên kết đôi thì nghĩa là liên kết 3 này bị yếu hơn và tín hiệu ir của nhóm sino sẽ xuất hiện ở vùng tần số thấp hơn giá trị chuẩn Trong trường hợp của chúng ta thì tín hiệu của nhóm cyano xuất hiện tại ngay đúng giá trị chuẩn là 2250 cm-1, cho nên nguyên tử nitơ thứ hai phải nằm cách xa nhóm cyano để không có sự cộng hưởng xảy ra. Từ công thức phân tử và các dữ kiện IR mà chúng ta vừa thu được, chúng ta có thể đề nghị hai cấu trúc phù hợp như sau. Khi mà phổ IR không giúp chúng ta xác định chắc chắn được cấu trúc nào là cấu trúc chính xác với cái phân tử mà đem đo thì chúng ta cần phải có thêm dữ kiện từ các loại phổ khác, đặc biệt là phổ cộng hưởng từ hạt nhân. Video của mình hôm nay đến đây là hết rồi. Cảm ơn bạn đã theo dõi video của mình. Để ủng hộ kênh thì bạn nhớ bấm đăng ký, bấm like, chia sẻ và bình luận về video nhé. Hẹn gặp lại bạn trong những video tiếp theo.